Xin chào các bạn, xin chào đại gia đình của kênh Mò Cua Bắt Ốc TV. Lâu rồi mình mới xuất hiện trở lại, thì sau một thời gian vừa qua mình có việc bận trên gia đình, thì nay mình đã xuất hiện trở lại cũng với bộ trang phục này, một chiếc áo màu đỏ, chiếc áo rất quen thuộc đúng không các bạn, và một cái nón tai bèo. Thì hôm nay mình cũng với cái chiếc show này, và hành trình của mình là cũng với một chai muối, thì với một vị trí khá là quen thuộc. Đây các bạn xem, đây là thuộc khu Đồi Nhái. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ ra đây. Bữa nay ở nhà mình cũng đang hết đồ ăn hải sản nên là cũng thèm ốc móng tay, nên là ra đây với mục tiêu hôm nay là sẽ bắt ốc móng tay. Đây là một con sò mai này, con vật đầu tiên mình gặp đó là con sò mai nha các bạn. Đây là con sò mai, con này thì khá là nhỏ nên là mình cũng không có bắt nó. Bố ơi, con mai nhất này con bước xuống dưới được không? Ừ, bước thoải mái coi. Con sò mai nhá. Đây, tiện đây mình review cho các bạn xem, đây là con trùng biển này. Con trùng biển, đây là cái hang của nó nhá. Các bạn đi mà gặp cái hang này đó là hang trùng biển nhá. Các bạn, người ta thường bắt con này này, để mình bắt cho các bạn xem. Người ta sắn như vậy này, là bên trong nó có. Người ta bắt con này để người ta câu cá nha các bạn. Đây nè, các bạn nhìn thấy nó không? Đây là con trùng biển. Khi mình sấn cái là nó bị đứt, nó nằm trong ống này. Con này câu cá khá là ngon nha, đó là bắt mồi nha. Đó, nhìn nó ghê ghê đúng không? Ghê. Nhìn nó rất là ghê. Đó, đó là cách bắt trùng biển nha các bạn. Đây, đây chỗ này thì mình lại thấy con sò mai. Con này, con này nó cũng không to lắm, nhưng mà để mình bắt cho các bạn xem nè. Đấy, các bạn thấy nó đào hang à? Đây, ô, con này còn nhỏ, nhưng mà cái miệng nó khá là vàng này các bạn. Đó, bạn thấy cái miệng nó vàng không? Ừ, đẹp vậy. Đây là con sò mai nha các bạn. Con này còn nhỏ, mình không bắt, thôi mình cắm nó xuống lại đi. Bắt review cho các bạn xem ha. Con này còn nhỏ quá, mình tha cho nó. Các bạn ơi, mình đi ngang chỗ này mình lại thấy con sò mai đấy này. Sò mai này. Mình xách cái xô cho bố xem, bố quay cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không? Đây là con sò mai này. Chỗ đầu cái bay này. Con này thì cũng không to lắm, để mình xem nào. Đấy các bạn thấy nó há mồm ra không? Sò mai khu này rất là nhiều. À con này vẫn nhỏ nè, các bạn thấy cái còi của nó nè. Đúng. Đó, cái còi trắng trắng nè. Nó nhỏ quá nhá. Con này nhỏ không có thịt mấy đâu. À, mình thả nó xuống lại nhá. Hôm nay mình đi mà chưa bắt được con gì hết, toàn gặp sò mai các bạn. Sò mai nhỏ nên là mình không bắt. Các bạn, đây là con ốc mượn hồn nha các bạn. Ốc mượn hồn này, đây này. Mình thấy con này không biết con gì này các bạn. Con sò này quá là đẹp luôn nè các bạn. Con này không biết là con gì, bạn nào biết con gì comment như cho mình nha. Con này rất là đẹp rồi các bạn. Bố còn con này nữa nè. Con này là con ốc đinh. Còn con này. Ốc đinh á. Con này ốc đinh luôn. Con này khá là đẹp nha các bạn. Bố còn đây. Ốc gì nè. Con này con gì nhưng mà mình nghĩ là nó thịt nó khá là nhiều này các bạn. Mình cũng chưa từng gặp con này bao giờ. Rồi, tiện đây review cho các bạn xem. Một sinh vật lạ nhưng mà nhìn rất là đẹp. Bạn nào biết con gì thì comment chỉ mình nhá. Bố con gì này con bắt rất đẹp. Rồi, bây giờ tạm thời mình tịch thu con này nhá. Con này mình sẽ tịch thu để mình đưa vào nghiên cứu. Xong. Các bạn, chỗ này mình thấy có một cái hang. Mình đang nghi ngờ nó đã bị nấp. Ui, con gì mà nó nún ghê vậy. Trời, con gì mà nó đội lên ghê vậy trời. Đứng núi ra. Các bạn nhìn thấy con gì không? Con gì mà nó con đội. Gì mà con đội đất này muốn. Nó đội đất lên này. Các bạn nhìn thấy nó đội cát lên này. Chùi. Các bạn xem con gì nhá. Con này mình thấy nó khá là to đấy. Không biết con gì đây. Đứng núi ra xem nè. Đứng núi ra. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thấy cát nó tùi lên. Xem nó là con gì nhá. Con này, con này. Ôi, một con ốc mỡ. Con ốc mỡ khá là to các bạn ơi. Wow. Một con ốc mỡ. Wow, khá là to. Ui, ốc mỡ này là con to nhất mình gặp từ trước đến giờ nha các bạn. Con gì đây? Ui, các bạn thấy nó tùi đất kia không? Một con ốc mỡ. Quá là khủng khiếp ha các bạn ha. À, các bạn thấy con ốc mỡ to khổng lồ chưa?
Đây là con to nhất mà dòng ốc mỡ như vậy là to gì các bạn. Rất là to, dòng này bán là hơi mắc tiền nha các bạn. Các bạn thấy nó đùn đất lên không? Đó. Một em ốc mỡ. Tèn 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 tèn. Một em ốc mỡ. Ơi. Mình cầm bố xem còn con nào không. Thường ốc mỡ là nó sẽ ăn thịt con gì ở dưới đó các bạn. Nên là mình sẽ kiếm xem còn con nghêu hay con gì ở dưới không. Ốc mỡ ăn thịt gì? Mình dám hả? Không. Đây, ốc mỡ thường ăn thịt một con nghêu hay con gì ở dưới các bạn. Trời ơi, mình nhìn thấy cát ăn lún luôn các bạn, ghê không? Con gì đây? Đây, ăn thịt con này nè. Con này là con cồm cộp. Một em cồm cộp nữa các bạn ạ. Con cồm cộp nha. Con ốc mỡ nó sẽ ăn thịt con này nè các bạn. Thường là có ốc mỡ là bên dưới nó sẽ ngậm con này. Rồi, một con cồm cộp bắt tịch thu luôn. Xem còn con gì nữa không? Mình thấy nước cát nó đùn lên. Các bạn biết con ốc mỡ này nó xòe ra phải cỡ bàn tay á. Một bàn tay luôn nha các bạn. Ghê quá hả Minh hả? Vô tình mình gặp được con ốc mỡ, mình tưởng nó là con ốc móng tay, mình bỏ đi rồi mà mình tính không bắt nó. Con phát hiện ra trước đấy. Ờ, may con gái mình nhìn. Đây, ha ha, một con ốc móng tay khổng lồ các bạn ơi. Đây, đây, các bạn thấy là mình dẫm chỗ này nó xịt nước đây nè. Chỗ này mình sẽ bắt nó, bắt con này xem. Đó, các bạn nhìn này. Thụt này, chui lên, chui lên, chui lên, chui lên. Yeah, 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 yeah. Các bạn thấy chưa? Đó, con này to lắm á các bạn. Chú. Yo, 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 yo. Ô, đuôi này. Đây, quay mới. Các bạn ơi. Quay đây, quay đây. Hey, một con ốc móng tay khổng lồ luôn. Tè lên, tè lên, tè lên. Tè lên, tè lên. Con ốc móng tay to chưa? Các bạn nhìn thấy không? Đại tướng luôn. Con này mình đi mình gặm thấy nó xịt nước lên là mình nghi nó rồi. Ồ, gãy còi nó kìa. Đâu đâu. Rồi, con này là nó gãy còi nha các bạn. Quay lên đấy, quay lên mặt. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đã không? À, đây này. Con này là các bạn nhìn thấy to chưa? To bằng ngón chân luôn, cái này là ốc ngón chân nha. Các bạn ơi, đây ốc ngón tay mà cuối cùng kia ốc ngón chân. Quay lên, quay nhìn nữa. Đây các bạn nhìn thấy không? To gần bằng cái mặt mình luôn nè. Thấy không? Úi giời ơi cái bọng này. Ok, một con hành quả đầu tiên. Nay bố con mình có mồi nhậu rồi. Rồi. Và xôi nha. Yeah. Đó các bạn thấy chưa? Đây là một con ốc móng tay chúa. Đây là một ốc móng tay hoàn toàn là thiên nhiên. Đó các bạn đi ra đây ra khu bùn này á, bùn cát này các bạn cứ đạp đạp xuống cát á, thấy chỗ nào nó văng nước lên á thì bên dưới nó sẽ có ốc móng tay. Thì đây là con to nhất mình bắt được nha. Con này mình sẽ tịch thu để đưa nó vào công quỹ. Công quỹ nào? Đây, cho vào đây. Đấy, các bạn đi cứ đạp nước như vậy nè. Chỗ này là có hang con gì nè. Con gì đây? Đây mình thấy có con gì nó thò đầu lên nè. Các bạn nhìn thấy biết con gì không? Con này tự nhiên nó cứ thò đầu lên. Con nào? Đây là hang tôm tích nè. Con này nè, nãy vừa thấy nó thò đầu lên nè. Để mình xem nhé, xem con này con gì nhé. Các bạn cùng xem nhé. Mình thấy nó thò đầu giống con ốc móng tay lắm. Nhưng mà không phải. Thì mình đào nó xem nó là con gì. Đây, đào nó cho các bạn xem. Con sâu. Con gì kìa. Con gì kìa. À, đây là con trùng biển các bạn. Trùng biển là con gì? Con giun nè. Con giun à? Đây các bạn này, nhìn con này con gì nè. Giun biển phải không? Ô, nó nở hoa ra là các bạn nhìn đẹp chưa này? Là cây hoa. Không phải đâu, con này là con giun biển nhá. Con này là con giun biển này, các bạn nhìn nở hoa là con này câu cá được này các bạn. Khá là đẹp. Mình thấy nó thò đầu lên giống con ốc móng tay, mình bắt thử thì ra nó là con giun biển nhá, con trùng biển đó. Đấy, các bạn nhìn thấy nó, mình sắn đứt người nó này. Đâu? Đó, nở bông rất là đẹp. Rồi, một sinh vật lạ nhá các bạn. Review cho các bạn xem thôi, con này mình không có đi câu cá bữa nay nên là mình không có bắt nó. Đây là hang con gì đây? Xem mà nó cứ bập bồng như vậy nhỉ. Hang tôm tích à? Ô, tôm tích thường các bạn ơi.
tôm tép sò là tôm tép gì? Đây con cầm đi để bố bắt thử con này xem được. Tôm tép sò là tôm tép gì? Đây mình thấy cái hang khá to, con đứng ra xa đi. Để bố bắt thử con này xem. Đây người ta bơi kìa. Đâu? Đâu? Trời ơi. Còn đi bơi giờ này nắm lắm. Cầm nhìn. Nước quá sâu xa với chỗ đó. Chỗ này nó có bùn đấy. Nước là... đang lên nè bố ơi. Chỗ này nó có bùn rất là khó bắt. Nước đang lên nè. Kệ nó đi. À biết rồi, con biết rồi, người ta đang người ta bơi để người ta bắt cá. Chỗ này mình thấy. À cái hang này nó thông lên đây nè các bạn. Đó các bạn nhìn thấy hang thông không? Hang thông này rất là khó bắt nha. Đây là một hang con tôm tích thường thôi, nhưng mà nó thông á. Ừ, sao với tay bố bắt? Hang thông nè. Mình sẽ bắt được con này cho xem. Đứng lên con quay. Đó, nhìn vào đây, nhìn vào máy quay là chỉ ở đây nha. Đây là con hang tôm tích thường. Bây giờ mình sẽ dồn nó vào đây để mình bắt nó. Mình sẽ bắt được con này cho các bạn xem. Quay vào mặt bố nữa. Quay vào mặt rồi này. Không có nhìn đâu. Chỉ máu tay à? Nó búng hả? Đứt. Nó búng hả? Biết cái gì nó cắt tay bố mà đứt tay luôn. Nó búng. Đây nè. Không biết cái gì nó cắt vào tay mình, chảy máu tay luôn các bạn. Để mình xem. Máu à. Cái gì đây? Là to hết. Mình sẽ dùng cái bay để mình đào nhé. Thực ra bắt tôm tích bằng tay rất là nguy hiểm nhé các bạn. Mình sẽ đào con này xem là nó là con gì. Thực ra mình đào nãy mình đào phải cái miệng gì á. Nó búng phát chảy máu tay mình luôn á. Này các bạn thấy không? Đâu? À. Con quay lại. Chảy máu tay luôn á. Đây là con gì đây? Ốc mượn hồn. Cứ xem con này nó đào hang như thế nào. Nó thông qua đây. Con thấy cái gì màu đỏ lè lưỡi ra. Đó là con trùng. Đây là cái hang thông qua đây. Không biết nó đâu. Ấn ớn tay các bạn. Thực sự ra mình đụng cái gì mà nó đứt tay ấy, mình thấy ớn ớn tay. Không dám mò nữa. Ấn ớn tay là sao? Đây. Ốc này nè các bạn. Con tôm. Quay đây, quay cho các bạn xem. Con gì đây? Đây là con tôm tích thường nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Không biết nãy mình phải đụng vào nó này, chảy máu quá trời này các bạn. Để mình rửa đi. Nó cứa khá là sâu nha các bạn ơi. Không biết mình đụng phải cái gì mà nó cứa sâu quá. Con bắt cái con đấy vào cho bố đi. Lấy cái kẹp á, lấy kẹp sâu kìa. Bố phải chảy máu ở đây luôn hả? Lấy kẹp cái con này vào. Một con tôm tích thường nha các bạn ơi. Tôm tích thường thôi. Nhưng mà nó đào hang thông. Đây là con tôm tích này là hình như nãy mình đụng vào cái đuôi của nó sao á. Nó quất mình phát chảy máu luôn. Bắt tôm tích này, con này thì nó cũng không to lắm. Nhưng mà các bạn bắt nó nên cẩn thận nhé. Lấy kẹp. Bố đưa con cầm cho bố kẹp. Ui con ốc mỡ nó xòe ra này các bạn nhìn nó xòe. Ui nó xòe to không. Này, cầm quay cho bố. Cầm chặt ra. Bố bị đứt tay rồi hả? Ừ. Đứt thịt chưa? Đứt thịt rồi mới chảy máu. Ây. Một chú tôm tích. Tôm tích này là tôm tích thường nha các bạn. Con này thì ăn nó không ngon bằng tôm tích vàng đâu. Không ngon bằng tôm tích vàng, nhưng mà bắt nó cái hang của nó thông á, nó cũng đào hang nông thôi nhưng mà nó thông qua nhau. Các bạn đi bắt con này các bạn cứ đạp một đầu là nhìn xung quanh có cái chỗ nào mà nước nó xịt lên ấy, thì cái hang nó thông qua đó. Bắt con này thì con này các bạn nhìn thấy không? Màu sắc khá là đẹp. Màu sắc khá là đẹp luôn các bạn, thấy không? Cái đuôi của nó nè. Có bị đứt xương chưa? Đứt tay đứt thịt thôi, không xương.
Đây, cho các bạn xem. Bố đứt sau lưng chưa? Không, không sao, bình thường. Con đứt sau lưng chưa? Đó, đây là con tôm tích thường nha các bạn. Đây, đó thì mình đào, vừa đào cái hang thế này. Thực ra đào xuống dưới cát này rất là nhiều cái, nhưng mà chắc mình nghi mình đụng phải cái đuôi này, cái gai của nó này các bạn. Nó đâm vào ấy rất là sắc luôn, nên nó làm đứt tay mình luôn ấy. Đó các bạn, nên là các bạn đào bắt con này phải cẩn thận nhé chứ. Rồi, hôm nay mình tiện mình bắt con này, tuy nó vẫn còn nhỏ nhưng mà mình ghét nó quá, chẳng con nó đâm đứt tay mình. Bắt luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đây là con ốc mỡ của mình nè, nó xòe ra. Úi giời. Ốc mỡ đại tướng luôn các bạn nhìn thấy không? Úi giời. Đó, các bạn nhìn thấy nó xe ra. Rất là đẹp luôn. Rồi, các bạn thấy không? Bắt hải sản có nhiều cái thú vị đúng không? Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái nguy hiểm. Các bạn nếu mà chỉ cần mình sơ suất một tí thôi là nó sẽ bị chảy máu giống mình nhé. Mong các bạn cẩn thận nhé. Rồi, không sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm nhé. Nói chung là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Muốn ăn thì phải... Cái này mình thấy dẫm nước, dẫm luôn là nó xịt lên này. Đây, các bạn xem. Chỗ này. Để mình đưa muối ra xem nó có lên không nhé. Con này có vẻ nó bị nấp hang rồi các bạn. Mà mình bới ra thì dễ bị mất dấu vết lắm. Nên là bạn phải chú ý những cái trường hợp như vậy. Đó, mình bới ra là bị mất dấu nên không còn dấu của nó nữa mà bắt. Có chỗ này nó xịt nước nha. Mình bơm vô như vậy. Mất dấu vết các bạn. Mất dấu rồi. Đây, 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 đây rồi. Rồi, mình thấy rồi. Đây nó rồi. Đứng đi ra, đứng ra, xịt vào mặt đấy. Đi ra đi. Đấy, còn đeo vào cho bố. Đeo khẩu trang vào. Đây này, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, mình sẽ xịt nó vào hang. Nó sẽ phải chui lên. Buổi sáng hang con này nằm xin. Mình nghĩ là nó phải. Theo mình thì nghĩ là nó hang xin như vậy chắc không phải. À đúng rồi, cái răng nó xịt vào mặt nè. Đó, các bạn thấy nó chui lên chưa? Con này nhỏ quá. Nhỏ quá các bạn. Nhỏ mà nó làm mình tốn bao nhiêu công. Vào xô. Đeo khẩu trang và con sổ mũi. Rồi, tiếp tục đi bắt nhá. Mình dẫm chỗ này nó xịt nước lên này. Mình xử con này cho các bạn xem. Các bạn nhìn nhá. Xem này. Ai. Ba. Chui lên. Chui lên. Con này nó nỉ quá. Nó nỉ quá, mình giữ tí nước. Khá là nì nha các bạn. Đó, cái hang của nó rất bị dễ bị mất dấu vết lắm đó nha. Bới ra đây nè. Nó nì lắm á. Có khả năng nó thụt xuống sâu đó. Bây giờ nó mới chịu xịt lên nè. Đó, các bạn thấy không? Bắt ốc móng tay nó là vậy đấy các bạn. Mình phải truy tìm dấu vết của nó. Đó, bây giờ nó sẽ phải chui lên. Con này cũng không to lắm đâu. Các bạn nhìn nó này. Lên 1, 2, 3. Chui, 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 chui. Cái mặt của mình. Chui cái mặt của mình. Bà số. Nghi đó là hang ốc móng tay. Thấy nước nó dâng lên tùm lum. Để mình kiểm tra xem nó phải ốc móng tay không nhé. Đâu? Bố đang bắt ở đây.
không phải rồi các bạn. Rất dễ bị nừa. Tôm sú. Ờ con tôm đấy. Bắt con tôm này các bạn. Đây có một con tôm nè. Mình bắt cho các bạn xem nhé. Nó chạy đâu. Ấy. Đây này, nó chạy. Đây các bạn thấy con tôm nó chạy ghê không? Mình bắt nó nha. Ấy, chạy rất là nhanh luôn. Không có vọt, không bắt được nó luôn các bạn. Mình nắm được cái dâu đó mà nó lại đây. Một con tôm các bạn ơi, một con tôm sú. Ê, con gái mình đi tìm thấy được một con tôm sú nha các bạn. Tôm này cũng ăn được rồi các bạn. Cho nó vào một con tôm sú nhé. Dưới nước này hay có tôm lắm các bạn. Rồi, cho nó vào xô. Đó, con gái mình tìm thấy được một con tôm. Hay quá. Tìm nữa đi con. Thấy vô bắt. Mình thấy một hang này khá là to. Mình nghĩ là nó là tôm tích, không biết tôm tích sữa hay tôm tích vàng gì đây. Hang xéo xéo như vậy. Có lẽ nó là tôm tích vàng. Nhưng mà con này tôm tích vàng cũng nhỏ nên là mình cũng không bắt nó. Con cài dép lên như vậy nè, như dép bố này nè, chứ để vậy đi nó phòng chân đó. Chỗ này có một cái hang, mình nghĩ nó là hang ốc móng tay nha các bạn. Mình xịt mũi xem nó lên. Là hang gì? Nghi ngờ thôi, còn không biết có hay không. À, đúng rồi, có đó. Đây này, các bạn nhìn thấy cái hang đó. Con này khá là to nha. Nếu đúng là nó là to lắm. Mình sẽ dội muối vào. Nó sẽ phải chui đầu này. Muối trên kia. Mình chai nè. Cái chai sao cái gì không có. Cái gì có. Nó đóng cục. Nhưng sao nó lại không lên. Tại sao nó lại không lên. Đây nè, cái hang của nó đây nè. Xem nó, đây. Bơm thêm tí nữa. Xem nó có lên không. Nước nó đang đẩy lên nè. Nước nó đang tràn đâu rồi. Không có rồi các bạn ơi. Cái này nó bị thụt xuống sâu quá. Thôi tha cho nó đi. Bắt nhiều khi mình cũng phải tha cho nó các bạn ạ. Cơ bản là mình không bắt được nó. Đây. Ấy, chỗ này nó xịt vào chân mình nè các bạn. Mình đi cái dắp nó xịt. Con này cũng khá là to nhá. Mình cho các bạn xem. Đấy, trên này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ chui lên cho các bạn xem. Rồi bắt đi. Ừ, cũng không to lắm các bạn ạ. Cái càng của cái cài của nó nè. Con này thì cũng không to lắm nhá. Cài của nó nè. Đó. Cái còi. Này nè, khi bắt nó rơi cái còi này các bạn. Cho nó vào xô trước rồi nhặt cái còi này. Cái còi này ăn cũng khá là ngon nhá. Còi này có nhiều đốt nhá. À, mỗi cái đốt nó là một cái. Khi mình bắt là nó sẽ nhả cái đấy ra. Đi, tiếp tục. Đi đâu? Đi bắt ốc chứ gì không? Con đây nước uống đi. Sắp tới nơi rồi quay về. Nước đang lên rồi nè. Chắc đủ bữa rồi.
Đi con. Đây là cái đăng này của anh Bình các bạn. Tới đăng rồi đó. Nhưng mà để xem gần đăng có con gì ốc bóng tay gì to không. Trong đây rất là nhiều cua nha các bạn, đất chỗ này. Con gì? Con gì nó xịt lên. Con này là con gì để mình xem nó là con gì nhé các bạn. À mấy con này hả? Mấy con này mình không bắt lắm. Nún, cát, nún, cát. Nún, từng cái bước vào đấy. Chỗ này nó đất cát nún. Mình xem chỗ những chỗ như vậy có ốc bóng tay không nhé. Chưa gần. Mấy con. Chỗ này nó thuộc đất bùn, đừng nội vào chỗ bùn nữa con. Nội xuống chỗ nước giống bố này. Ê, ê, chỗ này có con ốc bóng tay rồi. Chỗ này mình nghĩ con to đây các bạn, nó xịt nước này. Để mình cho nó đây. Các bạn xem, da nó xịt vào mặt này. Đến nuôi ra. Đó. Con này khá là to nha. Đâu? Đây này. Các bạn nhìn này, nó sẽ phải chui lên cho các bạn xem. Mình dẫm mà nó xịt cơ. Sao bố biết nó xịt? Xịt, bố dẫm mà nó xịt nước. Xịt vào đâu? Vào dép hay là vào chân? Vào chân đó. Cái này nó chui đâu rồi? Trốn đâu các bạn? Trốn cũng khá là hay nha các bạn. Bới nên là mất dấu rồi đó. Mình biết mất dấu nhưng mà mình cũng bới cho các bạn xem. Xem là nó có thực sự mất dấu. Nước nó đẩy lên. Đưa con bóp nha. Đấy con bóp muối rồi đấy. Bóp muối ở đây đi. Xem có thì nó sẽ xịt. Bóp mạnh không? Bóp chứ đừng bóp liên tục thì nó mới ra. Đấy, đấy nó đang đụng đậy này. Các bạn thấy nó đang đụng đậy không? Sai rồi. Đập đập cho nó đi. Ra 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 bố xem có chui lên không, bố bới thêm lần nữa xem này, ở chân đây. Đây bới cho các bạn xem có thấy cái hang của nó không, mình xịt nước cho nó nhanh. Mọi người thấy cái hang của nó, đây đây đây, rồi thấy rồi nè. Đây đây đây, đây đây này các bạn. Con này nó sẽ phải chui lên thôi, nó không phát với mình ở đâu, đó các bạn thấy nó quậy kìa. Nó đang chui lên nữa. Đó, mình bơm như vậy là nó phải chui lên nè. Con này phải chui lên nè. Nhưng mà không thấy nhúc nhích gì. Cái này nó hoa cố vậy. Đây đây đây, nó đang chuẩn bị lên rồi. Im im im, nó đang chuẩn bị lên rồi. Đấy, thấy chưa, thấy nó đụng chưa. Các bạn thấy nó đụng chưa. Đó, nó chuẩn bị chui đầu lên rồi đó. Xem nó lên là mình chụp. Chui đầu lên con mắt cho nó một cái. Đây này, đây này, đó, đó. Ôi, tưởng nó to lắm, cuối cùng cũng đâu to lắm. Ôi, cũng nhỏ, nhỏ bắt luôn. Rồi, ok, let's go. Đi đâu? Đây, bây giờ là đi vào trong đăng. À, đây, chỗ này có con ốc móng tay. Để mình bắt nó xịt nước lên này các bạn. Các bạn xem nó chui lên này. Đấy. Ốc móng tay gì rồi? Đi ra không nó xịt vào mặt. Đứng xa xa ra không nó xịt vào mặt. Đây này. Ở chỗ này không có nước ra không thể lấp được không? Không bố. Ừ. Nhưng mà cái hang của nó đâu. Mất dấu hang rồi. Chế mất dấu hang đó các bạn ạ.
mất dấu hang hoài luôn. Rồi, vẽ nó đi, tiếp tục đi tìm. Vào trong đây là từ từ. Ơi các bạn ơi, hôm nay cuộc đi săn của hai bố con thì săn được nhiêu đây? Đây bây giờ để mình lấy cho các bạn xem. Đấy, con này nó còn một ốc móng tay khủng nè. Đó. Bố lấy con mà bị kẹp, bố bị chảy máu là bố phải cầm cái khác. Ừ, bố lấy kẹp một kẹp. Đấy, xem mấy con ốc móng tay nhá. Các bạn xem nè, mình lấy cho này mình xem. Hôm nay mình hôm nay mình bắt được rất là đa dạng. Ốc móng tay được mấy con ta? Đây, ốc móng tay được nhiêu đây? Con phải bước ngồi qua đây cho nó rõ, nhìn nó sáng. Con đừng có đứng khuất bóng. Đây, hôm nay mình đây và một con ốc này. Con ốc này là ốc mỡ các bạn. Ốc mỡ đại tướng chưa? Các bạn nhìn thấy ốc mỡ đó không? Đó. Và đây là con tôm. Tôm nè. Tôm nó còn bơi nhô nhỏ. Đây, ốc móng tay nữa nè. Đấy, tôm nó còn dẫy nè. Con hào này, con này là con cồm cộp ấy. Hôm nay mình đi bắt được như đây này các bạn, từ từ đừng có chui lấy, để cho bố rửa xong rồi con chui đấy cho các bạn xem. Hôm nay bắt được như đây, con này nó quất mình một phát này, để mình gấp nó ra đây. Một con tôm tích đứng nuôi giang khuất bóng đây cho các bạn xem thành phẩm hôm nay mình đi bắt được. Đứng nuôi ra khuất bóng. Không tính cái còi hả? Không, cái bạn đứng nuôi ra mà. Đây thì hôm nay mình đi bắt được nhiêu đây nha các bạn. À, sau khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ mình bắt được nhiêu đây. Nói chung nó cũng không nhiều lắm, nhưng nhiêu đây đủ một bữa nha các bạn. Con này nó cũng hung dữ mà, nó quất mình phát chảy máu luôn đấy. À, đây là tôm tích thường nha các bạn. Rồi. Video hôm nay mình xin phép dừng ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Các bạn nhớ đừng quên đăng ký kênh Mò Cua Bắt Ốc TV để ủng hộ cho mình có thêm nhiều động lực ra nhiều cái video hay và hấp dẫn khác cho các bạn cùng xem nhé. Rồi bây giờ mình sẽ rửa cái này và mình sẽ mang về mình chế biến ẩm thực nhé. Đây con này con đào này các bạn. Bây giờ mình sẽ nhúng nó sơ sơ vào đây. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước này đi. Cái còi mình nó sẽ không lấy. Con tôm nó nhảy này các bạn. Tôm nó còn nhảy. Lấy ít nước đây để mình ngâm nó. Đó, mình sẽ lấy cái nước này mình ngâm nó cho nó sạch luôn nha các bạn. Con này mình sẽ điểm danh con này to nhất vào trước. Đó, đến mấy con ốc móng tay. Đấy, này bắt được như đây. Đấy các bạn nhìn thấy không? Ê, con ốc mỡ này. Mỡ thôi. Ốc móng tay ốc. 6 con nữa. Ừ, ốc mỡ này các bạn thấy nó ngậm nước nó xòe nó to lắm. Đó, con ốc mỡ này là to lắm rồi nha các bạn. Đây là con cùm cộp. Được mấy con cùm cộp. Con này nạ quá. Không biết con gì thôi thả nó đi. Thả nó vào trong đó hả? Đạp con tôm kìa. Đâu? Đây là con sò lông nhá. Ủa thả nó vào trong đó hả? Ừ. Không coi. Đây, sò lông với con nghêu sữa này. Con này là con nghêu sữa nha các bạn. Nghêu sữa. Con này là con hào. Hào. Vào đấy. Rửa con tôm thôi. Rồi. Bố rửa hết cho vào ngâm. Đây, xong rồi các bạn về nhà ngâm nhá. Đây là mình lấy nước biển để mình ngâm, tại vì mình bắt con này nó hung dữ mà. Mình phải rửa nó kiểu này. Đó, cho nó vào đấy. Đó. Còn con này thì dễ rồi. Con này vào đây bơi. Đấy. Đây là thành phẩm hôm nay nhá. Của hai bố con nhá. Đấy các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Như đây thôi là đủ một bữa ăn rồi đấy các bạn ạ. Tuy nó ít thôi nhưng mà nó đủ bữa. Bố giữ chân. Rồi bây giờ mình xin phép dừng video đây nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Giữ chân.